Tại xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng đã diễn ra Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và ra mắt mô hình thôn bản bình yên, gia đình hạnh phúc. Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Thái Niên nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân. Xã đã xây dựng và nhân rộng 8 mô hình thôn bản bình yên, gia đình hạnh phúc, 6 mô hình cụm dân cư và tổ liên gia đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Công an xã tham mưu thành lập 16 tổ tự quản về an ninh trật tự, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Chúng tôi cũng đã phối hợp với các thành viên của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của xã để tuyên truyền thông qua các cái nhóm Zalo, các nhóm Facebook cũng như là tuyên truyền trên các hệ thống loa phát thanh của cấp xã. Tại ngày hội, cùng với đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giúp lực lượng chức năng quản lý tốt địa bàn, Công an xã Thái Niên cũng đã tuyên truyền tới người dân về phòng chống tội phạm, vận động bà con tự nguyện giao nộp 37 vũ khí tự chế và công cụ hỗ trợ, đồng thời tổ chức ra mắt mô hình thôn bản bình yên, gia đình hạnh phúc.